Đất Long An kính chào cô chú anh chị bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Đất Long An gửi đến cô chú anh chị bạn là chúc sức khỏe nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi thăm bẫy rắn với thằng em cô chú anh chị. Thằng em nó đang lại đằng kia thăm mấy cái bẫy đằng kia rồi. Giờ thì mình quay những thứ mình chuẩn bị cho bữa hôm nay mình thăm bẫy nha cô chú. Vẫn như ngày thường thôi, đơn giản. Chuột. Chuột thì bữa nay chuột ngon nè. Túi lưới, một túi lưới. Túi lưới này huyền thoại, túi lưới này hên. Lưới nhỏ xíu nhưng mà nó hên lắm. Bữa giờ thăm mấy chiến khá không, với nước, với bao tay, với cái móc đó. Rồi đây là thằng em. Chào cả nhà. Giờ thì mình đi thăm thôi cô chú anh chị ơi. Tới những cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình vô thăm cái bẫy đầu tiên nha. Còn gì môi trống lỏng. Bẫy này chắc rút luôn. Còn chuột. Rút luôn đi. Đó, cái đầu tiên Trung Quốc, tiếp theo dưới đây mình có cái tiếp theo. Em nó có phần kéo lên luôn đi con gì. Rồi, con đầu tiên. Bỏ lưới ở trong chưa? Đây cô chú ơi. Ui trời. Quá bé. Thôi con đầu tiên mình lấy làm vốn nha. Ôi nó thả phân, ủa nó con nó nhả con chuột rồi. Gớm. Ui là trời. Tạo cái phân từ lưa không em. Để mình đi tiếp. Chút nữa nhiều bắt luôn lượt. Đến với cái tiếp theo luôn cô chú anh chị. Cái này thì mình đặt ở ngoài ruộng. Cái này mình nói thế nào đó không ngựa hoặc đó không hành cũng ra mà chưa biết sao đây. Thăm hai cử rồi. Ủa, mới thăm cử rồi chứ. Cử này cử thứ hai nè. Ngập nước vậy mới ngon đó. Thế nào không? Nặng nặng nào cái coi. Còn chuột luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục. Ở đây mình có cái bẫy tiếp theo. Chuyến trước chạy con hành mini. Để coi chuyến này coi sao. Hành khủng không mà là khủng hành. Ây da. Hai anh em thăm bẫy toàn lúc 12 trưa rồi không. Ôi chuột hả? Hai chuột chết. Sao rồi? Chuột còn của chú ơi. Tiếp theo đây anh em mình có cái bẫy tiếp theo của chú anh chị. Chỗ này em giữ cho chín. Cào bịch lúa rồi hả? Có hành một xíu. Xe. Quá trời dòm quá trời luôn. Cũng được mày, cái này gì? 200 gram á. Em 300 gram á. Có lý. Tiếp theo, đây mình có cái bẫy tiếp theo của chú anh chị. Lát nữa mình bắt rắn luôn. Ồ quá, hai anh em quần cái đường quá đã trời. Xem té. Có phân gì à? Thấy phân à. Em chơi từ từ. Đó, chú anh chị thấy phân không? Đó. Nhỏ lắm rồi. Nặng nghe. Trời vậy vậy. Không bự rồi. Xíu phân vậy nè. Trời ơi, thằng le luôn nha. Trời ơi, gì vậy? Thấy không? Thấy cái không? Quá khủng, quá khủng. 100 gram. Ở đầu này phân cũng có rồi đó, không có luôn. Quá trời phân luôn. Rồi, để mình bắt rồi, luôn. Tiếp theo đây mình có một cái nữa. Mình thăm cái này luôn, cái mình bắt mấy con rắn kia coi như cô chú anh chị. Kìa ba cái. Ba con nhưng mà không có con nào bự hết, mini không. Trời ơi, ai bẻ cái bùi chuối này sao mà cái bẫy giống nhịp đép vậy ta. Nhịp có hàng vậy. Phải không, hai chuột quần thôi. Chắc chiếc này mình rút cái bẫy luôn á. Không rồi, trời ơi đập nhịp đép. Ai bẻ cái bắp chuối đập nhịp đép bẫy. Rồi, nãy giờ hai anh em mình đi trên bộ, giờ thì hai anh em mình xuống chuyên cơ mặt nước nha, nha cô chú anh chị. Bắt mấy rắn em để em nó bắt mấy rắn ra, được ba con.
cái túi lưới huyền thoại, cái túi lưới may mắn của hai anh em. Chiều hôm qua làm được 3 ký mấy, hai thằng cũng người cũng được gần 4 xị. Đó. Cũng ngon cô chú anh chị. Bữa nay vô hàng khủng không? Khu trên này mình có đặt mấy cái nữa để dần em bắt xong thì mình lên thăm trên khu này nha. Đang có 7 xị cua luôn. Khu này cũng nói chung là lúc trước mình có đặt mấy bữa rồi mà chiến nào cũng hơi thấp thấp không có trúng dữ. Hình như con này bự nhất hả? Chưa. Rồi, có bỏ lên 20.000. Là 20.000. Rắn này rắn nuôi đẹp cực kỳ nha cô chú anh chị. Đó. Phần thi một đống luôn. Đây con này bự nè, 300g. Ô, có tiền nữa. Gần 100.000. Đó, cô chú anh chị mình thấy có tiền không? Thăm cũng 10 mấy cái cũng được 100 mấy rồi nè. Nhờ cái mùa này rắn nó mắc, chứ còn cái mùa kia rắn nó rẻ mình thì gớm. Rồi, ba con. 4 con thả anh con rồi. Rồi, cọp lại cô chú anh chị ơi, mình tiếp tục thăm bẫy nha. Tiếp theo. Góc bờ này mình có một được nhúng nước được có cái bẫy. Cái này mình rút nha, cái này để trước đặt đại luôn. Nói chung chỗ nó cũng không có ngon lắm. Con chuột. Còn chuột còn lúa luôn cô chú anh chị. Tiếp theo, bên đây mình có cái. Rồi, trước nữa rồi. Con chuột này nó bự. Còn lúa luôn. Rồi, nãy giờ anh em mình thăm mấy chục cái bẫy không dính con gì trên cô chú anh chị. Mười mấy cái nữa không dính. Đây cái này thì cái chỗ thường xuyên chạy nhất nè. Hôm nay coi sao. Rồi, thấy con rắn mối lú đầu ra thấy quê nữa rồi. Đây móc móc lên đi, con rắn mối trong. Mới thấy rắn mối lú đầu lên, chắc chuột chết vô rắn mối. Quá sạp. Chuột chết không? Thiệt. Ố chuột sống. Chuột kia rắn mối rồi, đòi bằng thân cất thân. Còn lúa luôn, đặt lại luôn đi. Còn tiếp tục. Ở đây mình có cái nữa. Bể nợ. Cái luồng kia trúng luồng này thất thu à. Từ từ đặt bẫy luôn, không nhớ đặt ở đây. Hàng khủng, hàng khủng. Trống trơn. Còn chuột luôn. Trời, chuột chạy ra chào nè. Ủa. Không, lúa còn. Rồi, hai anh em mình về tới nhà luôn cô chú anh chị. Thì bữa nay có mấy con leo nghe nè, lỗ còn xăng. Bữa nay lỗ còn xăng rồi cô chú anh chị ơi. Còn cái này hôm trước giờ mình đi giao cho khách. Này rắn nhì nè. Với con rắn nhất hôm trước nữa giờ mình giao cho khách luôn. Bữa nay anh em mình mặc nó hơi buồn. Rồi, đến đây chắc mình cũng kết thúc video nha. Hẹn lại cô chú anh chị và bạn ở video tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn lại cả nhà. Nay cũng được 100 mấy ngàn đủ tiền xăng, lỗ một chuột.